안녕하세요. xin chào các bạn, mình là Yuna. Mình là Deon. Chúng mình là anh em. Cô. Câu tiếng Hàn của hôm nay chính là Ta đơn. Câu hôm nay chính là chúc mừng năm mới. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Câu này hơi dài đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nếu mà chỉ cần biết một câu này thì đến tận cuối năm cả tận năm mới sẽ dùng được cho 2 tháng. Đúng rồi. Từ tháng 12 tháng 1, tháng 2, các bạn hãy sử dụng câu này. Mình đọc lại cho các bạn nhé. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Đúng rồi, giống như vừa nãy hai anh em nói thì bình thường nhấn mạnh nhiều 많이 như thế này. 새해 복 많이 받으세요. Như thế này. Thế thì mình đã chuẩn bị một cái tình huống đúng không ạ? Chắc chắn là năm mới rồi. Mình sẽ sử dụng câu này. Thế thì bắt đầu. Trời ơi, đến năm mới rồi thì quan trọng nhất là cái gì? Phải đi chúc Tết sau đó được lì xì. Ok. À, chào anh Deon. Yuna. 새해 복 많이 받으세요. Ôi, cảm ơn em. 새해 복 많이 받으세요. Cảm ơn anh. Em là người đầu tiên đến năm mới này đấy. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Em uống rượu gì mà uống rượu. Mời thôi. Mời một chén thôi nhá. Dạ. Say rồi. Ôi rượu thì mà nhạt thế nhá. Ôi, thế này mà lại uống thêm thì sao được. Chú ơi, chú Deon. Ôi, cháu. À, cháu Yuna. Ờ, Yuna. Ôi, cháu chú biết chứ. Ê, vâng. 새해 복 많이 받으세요. 아이, 새해 복 많이 받으세요. Cháu là người thứ hai năm nay nha. Ai, 새해 복 많이 받으세요. Gọi là uống đi mà uống nhiều thế. Ok, chèn. Thế này làm sao mà về nhà được. Ok, mình không thể uống thêm được đâu. Bác ơi. Vâng, vâng. Bác, cháu là cháu Jun. Cháu gì cơ? Cháu Jun à? Ủa sao lại bác không biết cháu à? À, dạ, bác biết chứ. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Người thứ ba đến ba tờ đấy. À, về nhá. 새해 복 많이 받으세요. Ok, không cần đâu. À, đến là trả tiền á. Rồi, tiền tớ trả, để tớ trả. Tiền của tớ đâu rồi? Cháu à, có phải tiền của bác không nhỉ? Không phải ạ. 새해 복 많이 받으세요. Ai bảo uống nhiều rượu thế ạ? Uống nhiều có hay nên bây giờ đâu đầu cháu ạ? Bác đâu đầu đấy? Ok các bạn, cũng có thể ứng dụng cả cái cách Yuna đang sử dụng đúng không? Các bạn chỉ cần nhớ câu gì ạ? 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Các bạn cũng 새해 복 많이 받으세요. Và nhớ cả cái này. Like, subscribe. Tiếng Hàn của anh em. Go. 안녕.